vai trò của nhóm ngành chứng khoán trong việc dẫn dắt sóng hồi ở trong nhịp sóng này như thế nào thì hiện tại là 9h47 phút các anh chị phiên giao dịch của ngày 7 tháng 8 thì thị trường chúng ta chỉ số VNI đang có gáp tăng nhẹ lên trên 6 điểm còn chỉ số Vn30 thì đang tăng 3,5 điểm với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu VIX, VRE và Vinhome thì hiện tại đang tăng kịch trần VIX thì đang tăng 1,65 cùng với đó thì chúng ta thấy rằng có mã cổ phiếu gat cũng đang có xu hướng khá là tích cực nhìn chung thì hiện tại thì chỉ thấy rằng là một số các mã cổ phiếu trụ thôi còn về cơ bản là nhóm ngành chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm qua tăng rất là mạnh thì hiện tại đang bắt đầu đỏ và chỉnh cung đó là một cái xu hướng vận động khá là bình thường khá là thông thường thôi và Trước khi mà chúng ta đi phân tích uh, nhóm ngành chứng khoán, uh, chúng ta sẽ có một vài góc view về nhóm ngành chứng khoán. Thì các anh chị em của chúng ta sẽ nhìn lại uh, uh, xu hướng của chỉ số VNI uh, kết thúc phiên giao dịch của ngày 6 tháng 8 thì cũng đã có một cái bản tin uh, phân tích khi mà chỉ số VNI của chúng ta đã có các cái điểm test tích cực ở vùng 1180 đến vùng 1185 và tiệm cận lên đến vùng 1210 thì chúng ta dự báo vào phiên giao dịch ngày 7 à, tháng 8 thì chỉ số VN chúng ta sẽ tiếp tục có gáp tăng lên ở khoảng quanh vùng 1215 rồi sau đó chỉ số này sẽ đi à, chỉnh cung và lấp gáp các cái điểm chỉnh cung mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn đó là vùng 195 đến vùng 1200, tức là chỉ số VN của chúng ta sẽ có những cái động thái test cung trả gáp một phần và nó xây nền và trong trường hợp tích cực có nghĩa là chỉ số VN sẽ xây được ở vùng 195 đến vùng 12 À không không thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu tiệm cận tính toán đến cái vùng cảng cái thuật ở vùng 1220 đến vùng 125. thì đó là xu hướng của chỉ số VNI ở trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị nắm được rồi. Kết thúc một phiên giao dịch chúng ta sẽ có một bản tin và các anh chị sẽ được xem các cái nội dung của cái bản tin đó ở trên kênh các cái kênh các cái mạng xã hội đúng không ạ? có up lên. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view một số các cái mã cổ phiếu chứng khoán để chúng ta nhìn thấy được là à, trong thời điểm hiện tại thì nó đang như thế nào thì đã rất lâu rồi à, đối với nhóm ngành chứng khoán và tất cả các mã ngành khác thường chỉ view ở trên trạc kỹ thuật giờ à, tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta cái biên của chúng ta nó quá ngắn đi và chúng ta không thể view ở trên trạc kỹ thuật ngày được đó và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta nhìn à, một cách tổng quan khoảng tầm từ tháng tư các anh chị ở khoảng tầm từ đây này từ à, trước tháng tư một tí À, tại thời điểm đó thì tất cả các mã ngành chứng khoán đều à, có cái xu hướng tạo đỉnh cho đến thời điểm hiện tại là tháng 8 thì à, thị trường của chúng ta đã vận hành qua 4 tháng như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào thì đối với mã cổ phiếu VCI sau khi mà nó đạt được mắc ở khoảng quanh vùng 54 55 đây các anh chị thì chúng ta hình thành một cái biên tích lũy ngang và một cái kênh cản chéo ở đây thì cứ mỗi lần là cổ phiếu VCI chạm đến kênh cản chéo thì nó đều bị sọc và nó có một số các cái điểm hỗ trợ vào trong tuần vừa qua. À, thì như vậy là VCI cũng đã mất các cái điểm hỗ trợ khá là quan trọng ví dụ đây các anh chị điểm hỗ trợ thứ nhất điểm hỗ trợ thứ hai và hiện tại thì như vậy là VCI của chúng ta đang à, về đến cái điểm hỗ trợ ở quanh vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 và đây là cái điểm hỗ trợ tương đối mạnh tương đối mạnh các anh chị đây đây là điểm hỗ trợ tương đối mạnh của cả năm 2024 thì rất có thể là khi về đến đây thì cổ phiếu VCI sẽ bắt đầu có lực bắt và các anh chị nhìn thấy là chúng ta có ba cây nến ngày ba cây nến ngày đúng không ạ cổ phiếu VCI bắt đầu dập dìu dập dìu ở đây À, như vậy thì sau các cái nhịp kéo như vậy rồi á, thì có thể là cổ phiếu VCI sẽ có các cái nhịp trả lại các anh chị trả lại ở khoảng quanh vùng 42 đấy nhá à, nó sẽ trả cung các anh chị nó sẽ trả cung nó sẽ xây lại ở khoảng quanh vùng hai và kỳ vọng test tích lũy thành công ở biên 40.5 41 42 ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán một cái điểm hồi phục kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn thì bên này là hỗ trợ thì như vậy biên ở đây đối với VCI các anh chị lưu ý 45.5 đến khoảng quanh 46 nó sẽ trở thành vùng cản ngắn Cổ phiếu HCM, đó các anh chị, đây, thì như vậy là HCM nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. À, nó đạt được đến những cái vùng mắc ở khoảng quanh vùng 30, đây các anh chị 30. Rồi sau đó thì nó cũng hình thành một cái đường cản chéo ở đây và điểm cản thứ nhất, điểm cản thứ hai và nó trượt ở trên cái kênh cản chéo này. Thế thì uh, uh, trong quá trình mà nó trượt như vậy thì chúng ta cũng đã có phân tích các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ tại cái điểm 25, rồi nó bật lên chạm cản chéo và đây là cái điểm mà nó bị thủng vùng 25 và khi vùng 25 bị thủng thì nó sẽ lùi tiếp về vùng 22.8 đến vùng 23. Vậy thì tại đây chúng ta cũng đang nhìn thấy là HCM cũng đang có cái độ ngập ngừng các chị, ngập ngừng ngập ngừng ngập ngừng ở đây. Thì có khả năng ở trong thời điểm ngắn hạn HCM cũng sẽ có các cái điểm tích lũy. À, tích lũy ở khoảng quanh vùng 20 3.5 đó, HCM nó sẽ có cái điểm tích lũy ở quanh vùng 23.5. Rồi sau đó thì nó sẽ hồi. Và nó hồi thì các anh chị lưu ý ở đây nó có cái cản chéo đấy các anh chị nhá. Tất cả các, các mã ngành chứng khoán nó đều đang bị va vào cản chéo đó. Và nếu tích cực thì sóng hồi này sẽ đưa các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán chạm cản chéo. Rồi có thể khi chạm cản chéo đó thì như vậy là HCM sẽ tiếp tục quay trở về test. Và cái vùng trong thời điểm ngắn hạn là các anh chị chúng ta sẽ tập trung chúng ta quan sát ở vùng 2.8 đến vùng 23. Đó. À, khả năng khi chạm về đây thì như vậy là gì? À, cổ phiếu nó sẽ có lực cầu bắt à, và sau một cái thời gian nó đi như vậy thì nó sẽ cho chúng ta các cái tín hiệu tiếp theo. Đó, nó ví dụ về đến đây thì ví dụ trong trường hợp mà nó giờ nó thủng vùng 22.8 ví dụ như vậy thì như vậy là chúng ta phải tính toán tiếp ạ. À thì phải tính toán tiếp như nào? em sẽ lùi về vùng 20.3 đến khoảng quanh vùng 20. Còn trong trường hợp ở đây khi nó lên đến cái vùng cản chéo này và nó xuất hiện được à, cây nến hammer xanh và bứt qua được cái vùng 25 cộng với lực cầu xác nhận ví dụ về đến đây mà À, mọi thứ nó thuận lợi đúng không ạ về đây lực cầu nó bắt khoảng tầm từ 10 đến 20 triệu cổ phiếu trên một, một ngày đó và à, chúng ta xuất hiện được một cây nến xanh như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ diện là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo xu hướng kỹ thuật tiếp theo của HCM sẽ về ở khoảng quanh vùng 27.5 đến vùng 28 như vậy phân tích kỹ thuật là gì phân tích kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái tín hiệu nến tín hiệu giá để chúng ta định lượng được à, các cái đường đi à, tiếp theo của thị trường cũng như cổ phiếu cổ phiếu SSI của anh Hưng đó các anh chị nhìn thấy đúng không ạ ở cái thời điểm này là rất nhiều các mã chứng khoán là của chúng ta bắt đầu diện tạo đáy à, tạo đỉnh rồi và sau đó thì à, SSI nó cũng có một cái điểm diện điểm trượt ở cản kênh xu hướng chéo đây các anh chị nhá đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ chạm về đây chạm hỗ trợ bật lên rồi chạm hỗ trợ bật nhưng mà nhịp này chạm hỗ trợ cũng bật nhưng mà bật không đủ thì như vậy là à, SSI cũng đã bị thủng các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của trên trạng kỹ thuật ngày ví dụ ở vùng 32.5 đến khoảng quanh vùng 33 rồi và khi vùng đó vùng, vùng hỗ trợ cao bị thủng thì à, SSI sẽ tiếp tục à, tiệm cận về đến vùng 29.5 đến vùng 30 Và ở đây thì các anh chị nhìn thấy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cây nến rồi à 5 cây nến ngày thì à, SSI nó đang xây ở đây Và phiên giao dịch ngày hôm qua nó phục hồi khá là tích cực Nhưng hiện tại các anh chị đang nhìn thấy đỏ đúng không ạ Đương nhiên nó chưa chạy được đâu Nó sẽ mất khoảng tầm độ vài phiên Các anh chị sau những cái điểm kéo lên, bu lên À, đáp xuống buôn lên đáp xuống như vậy thì như vậy là cổ phiếu nó mới hình thành được cái vùng nền và như vậy là à, giá của cổ phiếu rồi nó mới bắt đầu hình thành với tích lũy để nó diện nó vượt thoát đi lên thế trong trường hợp là quan tích cực thì như vậy là à, S sẽ tiếp tục test về quanh vùng 29 5 30 các anh chị vùng này thì các anh chị có thể nhớm nhớm để chúng ta có thể bắt nhẹ nhá bắt nhẹ ở đây để kỳ vọng điều gì à, kỳ vọng là h à, S có thể nhịp này nó sẽ tiệm cận về khoảng vùng quanh cái điểm cản kỹ thuật của nó ở đây đó là khoảng vùng 33.5 đến vùng 34 Uh, điểm đó bắt nhẹ thôi bởi vì là trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng ở vùng 29.5 thì như vậy là chúng ta vẫn phải tính toán đến cái kịch bản là SSI sẽ phải về đến cái vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 28 thậm chí điểm sâu hơn ở đây đó là vùng 20 25.25.6 À đây các là đây đang là các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ngang Và sẽ tiếp tục à, chúng ta quan sát không ai chống lại được xu hướng cả và chúng ta phải à, bắt buộc chúng ta phải nương theo xu hướng và nếu như chúng ta à, nếu như chúng ta à, gọi là thuần về kỹ thuật đúng không ạ chúng ta đánh theo kênh thì có thể là gì có thể là nhịp này thì đấy anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, H à, nó phải về đến à, về đến cái điểm hỗ trợ mạnh ở đây là vùng 28 28.3 thì nó chạm cái kênh xu hướng này thì có thể lúc đó lúc đó thì tạo lập họ mới bắt đầu họ mới bắt mạnh cái dòng tiền ở đây đó ví dụ như vậy thì các anh chị lưu ý nhá rồi ở cổ phiếu vnd vnd thì về cơ bản là đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ đó đúng cái điểm này là cái thời điểm mà rất rất nhiều các mã ngành chứng khoán tạo đỉnh rồi nó test này nó chạm cản này chạm cản này chạm cản này chạm cản này và bây giờ nó đang chạm hỗ trợ như vậy thì chúng ta thấy rằng là VND cũng 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 đang gọi là nằm ở trong một cái xu hướng chỉnh giảm và ở đây thì chúng ta có một cái 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 điểm gọi là tháng 11 của năm 2023 ba à, thị trường tạo đáy à, và tất cả các mã ngành thì bắt đầu phục hồi vào nhóm ngành chứng khoán cũng như vậy ở đây có một cái điểm 14 14 3 thì ở đây ở trong thời điểm hiện tại đây các anh chị nhé thì chúng ta cũng có một cái điểm 14 14 3 ở đây thì có thể khi về đây thì tạo lập họ sẽ diện à nhà đầu tư nhìn thấy là à, đây là hỗ trợ rồi thì có thể họ sẽ bắt đáy Thế thì quá trình bắt nó chưa chạy ngay được đâu Các anh chị ở phiên ngày hôm qua bật lên Nhưng phiên này đang test lại như vậy Ở khoảng quanh 14.3, 14.5, 14 Ở đây nó sẽ lừng hừng, lừng hừng ở đây Các anh chị có thể đặt chờ mua nhẹ nhàng ở đây Để chúng ta thăm dò xu hướng Sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi các điểm đánh break lên Vượt vùng 16, test lại ở trên vùng 15 Rồi ở đây chúng ta bắt đầu xuất hiện gì ạ Xuất hiện lực cầu, xuất hiện các cái tín hiệu nến tích cực Thì khi đó thì chúng ta mới mở mua mạnh thêm Để chúng ta kỳ vọng là gì Cổ phiếu VND sẽ thoát chen ở đây các anh chị nhá và sau những cái nhịp đó thì chúng ta sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật ở quanh vùng 17 đến vùng 7.4 cổ phiếu FTS là một mã cổ phiếu rất nhạy ở trong nhóm ngành chứng khoán. Tuy nhiên là đến thời điểm tại thì các anh chị cũng nắm được rồi, nó đã tăng quá tốt và quá tích cực rồi trong một cái xu hướng up trend rất là dài. Đó và nó mắc nó chạm được đến ở khoảng quanh vùng 45 nhỉ, 45 bốn mấy đến này là tại cái vùng vùng này. Và đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Tại vùng mùng đá đánh dấu ở đây, đó là khoảng giữa giữa khoảng trước tháng 4, giữa, giữa tháng 3. Đó thì như vậy là cứ mỗi lần FTS thì nó có một cái đặc tính như thế này có vùng hỗ trợ tuyệt ở vùng 34 chạm 34 bật lên chạm 34 bật lên và ở đây thì chạm 34 cũng đang bật lên đó cái cách thức là như vậy với cái vận động như vậy nhá, thì FTS và các anh chị để ý thấy là lực cầu của FTS đã bắt khá là mạnh ở trong các phiên giao dịch gần đây và với cái cách thức vận hành như vậy thì chúng ta sẽ dự báo điều gì FTS nó sẽ con này nó đánh rất nhanh các anh chị rất nhanh yên tâm là như vậy và nó cũng xả rất nhanh cho nên là các anh chị phải nhanh nhanh tay lẹ mắt lên, đã quyết là lên, đấy khoảng ở đây này, nó tích, tích ở khoảng quanh vùng 38 tám này và khả năng ở hiện tại đang 39.15 thì có thể uh, phiên ngày hôm nay nhóm ngành chứng khoán chỉnh cung test lại thì có thể ở khoảng quanh vùng 38.5. Anh chị nhé khoảng quanh vùng 38.5 thì các anh chị có thể là uh, uh, đặt ở phiên ngày hôm nay và chúng ta phải nhanh tay lên, đó, để đây là sóng hồi tế cộng và các anh chị càng để sau thì như vậy là gì à, chúng ta càng bất lợi về giá vốn và ở đây chúng ta có vùng 44 à, có vùng 44 đến khoảng vùng 46 là cả thử ngắn hạn có thể là gì Fs nó sẽ hồi lên đến đây và bắt đầu nó sẽ chỉnh cung ở cổ phiếu VDS cũng là một cái mã cổ phiếu về tính đạo lập ở trong nhóm ngành chứng khoán khá là tích cực và rất là hay đó đạt đỉnh ở đây và sau đó thì chúng ta đã có cái hành trình phân tích mã cổ phiếu VDS hàng tuần rất là dài các anh chị có thể xem lại. Thì nó tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây và test điểm 1 bật lên và test điểm 2. Thì với cái cách vận hành của VDS có thể nhá, các anh chị chú ý này, nó có thể nó hồi nhanh và nó sẽ vươn lại được cái vùng cản 21 21.5. Rồi sau đó có thể là gì nó sẽ tiếp tục test và cái cách test thì có thể là phải quay lại các anh chị nó phải quay lại ở khoảng quanh vùng 16 ở đây này tức là nó chạm lại cái điểm mà uh, trong tháng 5 ấy. đó và đây có thể là nó sẽ phải chạm về đây thì khi đó thì là nhà đầu tư họ mới họ mới bắt đáy mạnh còn ở cái thời điểm này thì đang là những sóng hồi ngắn thì các anh chị chú ý là nếu như chúng ta có vị thế khi mà cổ phiếu này nó về đến quanh vùng 21.5 21, 21 thì như vậy là các anh chị uh, canh để chúng ta uh, canh để chúng ta chốt đi nhá nó để tránh cái trường hợp là về đến đây thì nó bị sọc lại đây và chúng ta tập trung quan sát ở quanh vùng 16 đến khoảng vùng 17.3 ở cổ phiếu ORS đây ORS thì hiện tại cũng đang có một cái đây các anh chị à, đấy các anh chị nhìn thấy chưa đúng không đúng cái thời điểm này là tất cả các mã ngành chứng khoán nó tạo đỉnh đây ở đây này chúng ta nhìn ở đây một cái đỉnh của ORS ở vùng 16.5 thì về đến đây vùng 16.5 đúng không ạ chúng ta canh đi còn gì nữa và <laughs> cái thứ hai này ORS có cái điểm ở đây là 12 đến 12.3 thì chạm đây này các anh chị để ý nhé sọc nhé nó vượt qua và nó xây ở vùng 12 12.3 và nó đánh lên được vùng 16.5 Tại đây chạm 12 và nó xây lên được vùng 15 và đây nó cũng chạm đây và và đây hiện tại đang chạm đây. Thế thì khi mà chạm như thế này thì có thể là gì? À, nhà đầu tư họ sẽ bắt đầu gì? Họ sẽ bắt đầu kỳ vọng rằng ở đây à, lực cầu sẽ bắt đầu được đổ vào. Cho nên ở khoảng quanh vùng 12, 12.3 ở đây các anh chị có thể à, đang cầm vị thế về ORS thì các anh chị có thể có gì? À, chúng ta cũng sẽ có thể là lướt tế cộng ở đây. Và các cái điểm hồi phục kỹ thuật thì chúng ta kỳ vọng sẽ ở khoảng quanh vùng 3.7 đến khoảng vùng 14. Chạm kênh xu hướng này thì rất có thể là gì? ORS sẽ tiếp tục quay trở lại chính cung cổ phiếu CTS cũng là một cái mã cổ phiếu về tính tạo lập uh, hay và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là đây các anh chị này, đây cũng là một cái đỉnh này, nó vươn lên và ở đây thì uh, CTS cũng bắt đầu có những cái nhịp à nhịp chỉ cung. Thì chúng ta view ở đây này, có một cái điểm hỗ trợ 34. Ở đây là có một cái điểm hỗ trợ 34 đến vùng 34.5. Thế thì uh, điểm test 1 nó thành công và điểm test 2 thì nó gãy một phiên ngày và sau một phiên ngày sau thì nó lại lấy lại vùng 34. 34 cộng, điều này cho thấy là gì? Cho thấy là cái cái điểm 34 của cổ phiếu uh, của cổ phiếu CTS khá là tích cực ở trong thời điểm ngắn hạn. Thế thì với cách kỳ vọng như vậy thì ở phiên ngày hôm qua rút mạnh lên, thì phiên này nó đang trả cung ở đây 35.7 như vậy, khoảng quanh vùng 35. Uh, các anh chị chúng ta kỳ vọng là có thể chúng ta sẽ có được các điểm mua ở khoảng quanh vùng 34.5 đến khoảng quanh vùng 35. À, với mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn là gì? Ờ CTS cũng sẽ hồi. Và các cái nhịp hồi đó thì nó sẽ có vùng cản kỹ thuật ở đây anh chị nhé Đó nó sẽ có khoảng khoảng quanh vùng này. Tức là khi nó lên đến cái vùng này thì nó sẽ gì à, nó sẽ lừng khừng ở đây và cái vùng này thì đâu đó khoảng quanh vùng 41 đến khoảng vùng 41.5. Cổ phiếu BSI, BSI cũng là một mã cổ phiếu mà rất nhiều anh chị em quan tâm và ông sẽ hướng anh chị một cái góc nhìn như thế này. Thì đối với BSI các anh chị nhé à, Cái cách tạo lập của BSI nó cũng rất là khủng Khi mà khi đánh là đánh ra trò Nhưng khi nó chỉnh cung Các anh chị khi nó chỉnh thì nó cũng chỉnh gì ạ Rất là rát Từ đâu đó khoảng quanh vùng 35-40 Mà nó chỉnh về là tận vùng 10 các anh chị nhé đó. Vậy thì ở đây nó cũng có một cái nhịp của BSI nó tăng nhé Từ vùng 10 mà lên đến tận vùng 60 X6 luôn và sau cái giai đoạn x sáu đó rồi thì bây giờ nó sẽ đến cái giai đoạn gì các anh chị không còn x nữa đâu x6 rồi còn đòi x gì nữa và đây sẽ là cái giai đoạn thì nó sai quay dần để nó 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 phân phối rồi nó có các cái nhịp test rồi nhịp hồi đó các chị nhá Thế thì chúng ta xét đến cái xu hướng này thì thứ nhất cái nhịp thứ nhất là nó chạm đến cái điểm hỗ trợ và chạm cây xu hướng nó bật này đây nó có cản chéo nhá đây nó có cản chéo rồi đúng không ạ thì thông thường khi hồi sát cản chéo nó sẽ bị à, bị đạp ở đây nó thủng kênh xu hướng này và nó test lại vùng 40. Đây đang có lực hồi và các anh chị nhìn thấy là ở đây nó test hai điểm, điểm 1, điểm 2. Thì như vậy cái cách thức vận hành như vậy nó cũng khá là tích cực. Và ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta có thể là gì? Kỳ vọng là BSI nó sẽ có vùng test ở đây này, vùng 44.5. Phiên ngày hôm qua rút khá là mạnh nhưng phiên ngày hôm nay thì có thể là vùng 44.5 đến khoảng quanh vùng 45. Quanh quanh đây nó sẽ có một cái điểm diện, Điểm test trả lại à, nó sẽ có một điểm test trả lại ở đây đó và test trả thành công test tích lũy đây và khả năng là thành công bởi vì là sao bởi vì ở đây các anh chị <laughs> ngắn hạn là chúng ta đã có một cái lực cầu ở đây là khá là tốt ở đây rồi. đó và nó sẽ bật lên đây thì cái điểm bật ở đây các anh chị lưu ý kênh xu hướng nó sẽ ở khoảng vùng 50.5 đến vùng à, 50 50 đến vùng 50.5 và có thể trong thời điểm ngắn hạn là các anh chị nhìn nhé, cái mô hình vận động này chạm kênh hỗ trợ dưới bật chạm kênh trên chạm kênh hỗ trợ dưới bật chạm kênh trên giảm và sẽ chạm các hỗ trợ dưới. Thế thì trong trường hợp nếu nó vô hồi lên được ở vùng 50 50.5 ở đây rồi thì trong trường hợp mà các anh chị chúng ta lưu ý chúng ta chốt đi để chúng ta chờ đợi để chúng ta bắt tiếp ở một cái nhịp đâu đó khoảng quanh vùng 35 đến khoảng vùng 37 ở đây nó sẽ tiếp tục có một cái lực hồi ở đây. BVS cũng là một mã cổ phiếu mang tính tạo lập rất cao và đây chúng ta cũng phải nhìn lại một cái cách mà BVS nó xây thì nó cũng hoàn toàn những cổ phiếu BSI thôi hai con này khi chạy là chạy tít mù luôn đó nó con này nó chạy từ vùng 10 nhịp này nó chạy từ vùng 10 lên đến vùng 40 là x4 nhịp này nó chạy từ vùng 10 lên đến vùng 40 50 coi như là x5 đúng không ạ hai nhịp và sau những cái nhịp x xong thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ cũng à, đây là những cái à, đây là những cái giai đoạn mà nó tạo thành các cái tỷ tỷ phú chứng khoán thì đây nó cũng sẽ tạo thành những cái giai đoạn gọi là tiêu phú chứng khoán rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư phải ra đi vĩnh viễn khi mà các anh chị đua ở khoảng quanh vùng 35 đến vùng 40 với tỷ trọng lớn hoặc là full margin thì như vậy ở bên này cũng như vậy bên này cũng như vậy các anh chị đây đây là một cái kênh xu hướng đây là một cái kênh xu hướng của BSI ở trong cái thời điểm hiện tại đây chúng ta zoom ra lên đây đây đó thì cái cây nến này là không phải đâu này thực tế là đến thời điểm hiện tại thì BSI mới về đến khoảng quanh vùng dưới 32 một tí thôi đó và chúng ta cũng đã có hai cây nến ba cây nến ba cây nến phục hồi đây và cây đến ngày hôm nay thì nó đang test trả lại cung thế thì cái cách thức vận hành của bsi như nào như hùng đã có phân tích rồi các anh chị tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán đã tăng khá là tốt ở trong giai đoạn vừa qua cho nên giai đoạn này là sóng hồi và tất cả đây các anh chị nhìn nhịp sóng hồi nhá hết nhá rồi đây cũng như vậy thôi <laughs> các anh chị lưu ý nhanh đây lại mắt đã bắt là bắt dứt khoát và đã ra là ra hàng dứt khoát chứ đừng có nhầm nhừ nhầm nhừ lên đến đây lại nhìn thấy thích quá về đến vùng 40, 41 lại nhìn thấy thích quá lại tiếp tục om hàng đây là như vậy là đứt đó Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là vùng 34, 34, 35 Thì khả năng là gì? Đây các anh chị hôm qua rút mạnh này Bây giờ bắt đầu trả cung này Đó và nó sẽ gì? Nó sẽ test trả lại đây thôi Vùng 34, 35 Và các anh chị có thể đặt mua nhẹ đây Điểm này vẫn còn mua được Nhưng mà lên đến 40, 42 nữa thôi các anh chị nhé Và trong cái quá trình phục hồi thì ở đây nó lại gì? Ở đây là đường cản chéo đây Và khi chạm hoặc tiệm cận có thể nó không thể tiệm cận lên đến đó có khi lên đến khoảng vùng 40.5 nó đã chốt rồi chứ không phải lên đến vùng 42 đâu các anh chị đó thì khi mà cổ phiếu tiệm cận về đến cái vùng này thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta sẽ diện à, chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp sóng hồi của nhóm ngành chứng khoán và trong thời điểm ngắn hạn thì với quan điểm của nhân đồng lê thì tất cả các mã hành các mã các thứ thì à, các anh chị của chúng ta sẽ canh để chúng ta đánh t cộng với các anh chị nhé và hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán đang đỏ đấy đang đỏ cả dòng đây thì khi nó đỏ như vậy là gì tức là nó đang à, tiến hành test cung chỉnh nền và à, VNE của chúng ta thì hiện tại cũng đang lấp cap à, còn tăng có 2,93 à, điểm nữa thôi và chỉ số VN30 thì cũng mang chỉ còn tăng có 1,23 điểm là thôi và có thể các cái phút giao dịch sắp tới thì thị trường chúng ta sẽ đỏ và sẽ quay trở lại lớp gáp test cung một phần à, theo những cái kịch bản mà chúng ta đã có phân tích ở trên uh, trạc kỹ thuật giờ à, uh, kỹ thuật giờ bộ ba tham đấu chung của thị trường kết thúc một phiên giao dịch thì đều có các bản tin ở đây đó các anh chị sau gáp tăng thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cây nến giờ và nó đi lấp thì cái quá trình nó lấp thì nó cũng cứ bình tĩnh như vậy thôi đây là vùng một hai một đúng không ạ thì đầu tiên nó sẽ chỉnh về đây này Đầu tiên nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 1205. Rồi, à, tại 1205 thì giờ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và điểm xa hơn, sâu hơn sẽ là vùng gì ạ? Vùng 1200 và điểm sâu hơn nữa sẽ là vùng 1195. Thì chúng ta kỳ vọng là gì? Ba à, cái điểm này sẽ là ba cái điểm mà gì? vn sẽ tổ chức lấp cáp lại. À, test tích lũy thành công. Còn rất nhiều những cái trường hợp các anh chị rất nhiều những trường hợp là um, thị trường chúng ta sẽ trả hết nhá, sẽ trả hết, sẽ trả hết, tức là nó sẽ phải hình thành một cái mô hình v ở đây. À, chúng ta phải chuẩn bị những kịch bản đó chứ các anh chị đúng không ạ tức là khi mà thị trường chúng ta trả hết thì chúng ta phải xác định là gì à, à, chỉ số VNI sẽ test hết đến vùng mùa 80. rồi sau đó thì à, nó lại tiếp tục hình thành một cái nhịp tăng ở bên này đó. Thì trong cái giai đoạn hiện tại à, với cái tình hình bất ổn về địa chính trị cũng như à, các cái thông tin nó đang khá là mập mờ cho nên là các anh chị em của chúng ta lưu ý là quản trị cái tỷ lệ mặc cho nó thật tốt để tránh những cái trường hợp chúng ta bị côn À, trong phiên hoặc là tránh những cái trường hợp mà chúng ta bị bán ra cổ phiếu tại những cái điểm hỗ trợ rất là quan trọng của thị trường. Và với những anh chị em mà chúng ta đang có tiền mặt cả các cái vị thế tiền mặt, vị thế cổ phiếu thì các anh chị có thể lướt lát nhẹ ở trên các cái danh mục của mình sẵn có để chúng ta uh, tập trung uh, chúng ta cơ cấu lại danh mục ở trong thời gian này. Thì uh, trên đây là một vài góc nhìn liên quan đến xu hướng của nhóm ngành chứng khoán gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư tham khảo trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 8.